Xin chào các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay. Thì mấy ngày hôm nay thì có rất nhiều thông tin, những trang mạng, những trang báo đang nói về cái việc là P Network có thể mở mạng, tức là mở mainnet vào ngày 14 tháng 3 này hay không. Thì ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa cho các bạn một vài những cái tiêu chuẩn, tiêu chí để chúng ta sẽ nhận định rằng là P Mainnet có thật sự sẽ mở mạng vào ngày 14 tháng 3 này không nhé. Thì trên một cái tờ báo của Hoka News thì có đề cập rằng là việc ra mắt Open Mainnet được ước tính là từ 2 đến 14 tháng kể từ bây giờ. Và bài báo này được đăng vào ngày 30 tháng 1 năm 2023. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết xem là cái nội dung cụ thể nó như nào nhé. Thì đối với mạng Pi thì nó là một cái mạng loại tiền điện tử phổ biến trước khi nó được ra mắt. Và trong khi người người mà sáng lập ra cái mạng Pi Coin này là tiến sĩ Nicolas và Kokali, thì từ năm 2023 thì mạng Pi cũng giống như lúc nãy mình nói là nó trở thành một cái chủ đề thịnh hành trên Twitter và rất nhiều những trang báo, những trang mạng xã hội khác. Ở cái bài báo này có nói thì bản chất là Pi Mainnet đã được mở mạng, Pi Network đã được mở mạng Mainnet, nhưng nó ở dạng là Mainnet đóng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Mainnet đóng thì các bạn có thể giao dịch, trao đổi ở trong cái việc đó là trao đổi nội bộ thôi. Tức là những người mà tham gia khai thác đồng Pi thì chúng ta sẽ tiến hành trao đổi được với nhau cái đồng Pi này. Và thực tế thì đã có rất nhiều người đã tiến hành mua và bán được các đồng Pi. Đó là chỉ dành cho những người mà khai thác đồng Pi. Còn bên ngoài thì chúng ta chưa thể, những người mà không tham gia khai thác thì chưa thể mua Pi, mua bán Pi được. Bởi vì là bởi vì Pi chưa có mở mainnet một cách công khai. Vì vậy mà chúng ta, những người mà không khai thác thì chúng ta không thể lưu trữ được Pi. Đấy nhá. Nó còn ở và cái điều mà tất cả chúng ta đang mong chờ đó là khi nào thì bạn sẽ mở Mainnet mở, tức là Mainnet sẽ được mở công khai. Thì ngay cái tiêu đề đầu tiên của cái bài báo này thì là họ sẽ có cái khoảng thời gian từ 2 đến 14 tháng, tức là từ cái thời gian họ đăng bài là tháng 1 năm 2023. Thì như vậy thì việc này chúng ta có thể rằng là hy vọng rằng ngày 14 tháng 3 sẽ mở Mainnet hoặc là cuối năm 2023 thì mới được mở Mainnet các bạn nhé. Đấy, tóm lại nó là như vậy. Mainnet mở thì có nghĩa là nó sẽ được mở công khai. Còn Mainnet đóng thì có nghĩa là các bạn sẽ được giao dịch nội bộ trong cái việc là giữa những người đang khai thác Pi thì chúng ta sẽ có thể trao đổi những cái đồng Pi với nhau. Rồi, đấy là việc, cái thông tin về việc và Pi sẽ được mở Mainnet vào thời gian nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này và đừng quên dành cho mình một like cũng như subscribe kênh, đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới.